Kang Ha-neun, tài tử điện ảnh xứ Hàn, chinh phục khán giả khi kết đôi cùng Gong Hyo-jin. Kang Ha-neun là diễn viên Hàn Quốc, không ít lần để lại những dấu ấn rõ nét qua các bộ phim hiện đại, học đường hay cổ trang, điện ảnh. Anh chàng đã gặt hái được nhiều thành tích khủng trong thời gian ngắn. Kang Ha-neun sở hữu một gương mặt điển trai, phong thái điềm đạm, đặc biệt là lối diễn xuất có chiều sâu không thể chê vào đâu được. Nhiều nhà phê bình nhận định Kang Ha-neun rất có duyên với điện ảnh và được kỳ vọng sẽ là nhân tố sáng giá trên màn ảnh rộng. Từng bị ám ảnh vì thân hình ngoài cỡ. Kang Ha-neun sinh năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc. Nhiều người nhìn thấy một Kang Ha-neun ở hiện tại vô cùng điển trai, lạnh lùng và phong độ, nhưng ít người biết rằng anh từng nặng đến 100 kg và gặp phải triệu chứng sợ xã hội. Việc giảm cân là một vấn đề khá khó khăn mà không phải ai cũng làm được. Vậy động lực nào đã khiến chàng trai Kang Ha-neun quyết tâm đạp mọi chông gai để cải thiện ngoại hình của mình? Câu trả lời được đưa ra là khi còn đi học, lúc anh chuẩn bị dùng bữa trưa của mình, nam diễn viên bất ngờ nhìn thấy mẩu giấy dính trên hộp cơm của mình với dòng chữ gây tổn thương lớn. Tao đã ăn bữa trưa của mày, nếu không thì mày sẽ mọc lên nữa. Lúc đó, Kang Ha-neun đã thực sự bị sốc và anh đã lên kế hoạch cố gắng từng ngày từ trước một kiên trì giảm cân. Sau một quá trình dài đầy gian nan, chúng ta cũng nhìn thấy một Kang Ha-neun rất điển trai, nam tính, cuốn hút như bây giờ. Nhờ nỗ lực ngày ấy mà Bác Hoàng Tử đã có cơ hội nhận được nhiều vai diễn từ vai học sinh, trưởng thành, nổi loạn đến kẻ si tình. Ngoài ra, còn có một điều thú vị hơn về anh chàng Kang Ha-neun này. Anh có tên, ngày sinh trùng với diễn viên nổi tiếng Kim Ha-neun. Vì vậy, nam diễn viên sinh năm 90 đã đổi nghệ danh để tránh bị nhầm lẫn với tiền bối của mình. Xuất thân là diễn viên nhạc kịch, Kang Ha-neun sở hữu giọng hát trầm ấm cùng ngoại hình nam tính. Bác Hoàng Tử thể hiện các ca khúc OST cho bộ phim của mình đóng. Anh còn khiến nhiều người liêu xiêu vì khả năng chơi guitar tài tình của mình. Tài năng sáng giá của điện ảnh Hàn Quốc. Anh theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật từ khi còn là học sinh. Năm 16 tuổi, anh đã xuất hiện trên sân khấu lần đầu tiên trong vở nhạc kịch The Celestial Watch. Và một năm sau đó, Kang Ha-neun xuất hiện trên phim truyền hình. Quyết định lấn sân sang mảng truyền hình, nhưng anh chưa thể lập tức gây dấu ấn. Trong khoảng thời gian trong gai, năm 2007 đến năm 2013, tuy đã bỏ túi nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, nhưng tên tuổi của nam diễn viên vẫn được ít người biết tới. Đến khi tham gia phim Người Thừa Kế, The Hurst năm 2013, mặc dù chỉ đóng vai phụ với vẻ ngoài nghiêm chỉnh, gương mẫu của một tiền bối khóa trên, nhưng ẩn chứa bên trong là một tư tưởng nổi loạn qua vai diễn chàng học sinh ấm áp, hiền lành, khí chất, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Đây cũng chính là bước ngoặt giúp anh có nhiều người chú ý hơn và lọt vào top gương mặt đột phá của làng phim Hàn. Sau sự thành công của tác phẩm The Hurst, nam diễn viên sinh năm 90 vẫn góp mặt trong nhiều dự án truyền hình nhưng chưa nhận được vai chính. Năm 2014, khi tham gia Mission, Kang Ha-neun một lần nữa chứng minh khả năng diễn xuất không phải dạng vừa của mình. Qua cách khắc họa một nhân vật gương mẫu ở nơi văn phòng với hiện thực tàn khốc, Kang Ha-neun đã lột tả một cách chân thật kiểu người mà chúng ta thường thấy. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không hề tầm thường chút nào. Khi nhìn vào nhân vật này, chắc chắn nhiều người sẽ có ấn tượng khá sâu sắc. Đây là tác phẩm minh chứng cho năng lực diễn xuất đa dạng của tài tử họ Kang. Loạt phim mang về cho anh danh hiệu nam diễn viên xuất sắc trong lễ trao giải truyền hình CAP lần thứ 9. Đến với Người Tình Ánh Trăng, Kang Ha-neun đã được giao trọng trách đảm nhiệm vai chính. Anh rũ bỏ hình tượng hiện đại, thay vào đó là ngoại hình cổ trang khí chất, khuôn mặt nghiêm túc cùng vẻ lạnh lùng nhưng lại thể hiện sự nhẹ nhàng, quan tâm trìu mến dành cho người con gái mình yêu. Nhờ diễn xuất ổn định, sâu sắc, Kang Ha-neun đã nhận về cho mình cơn mưa lời khen cùng những lời đánh giá tích cực. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên anh đóng. Cùng với bộ phim này, lượng fan hâm mộ Kang Ha-neun tăng lên rất nhiều. Họ còn yêu mến gọi anh là Bác Hoàng Tử. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến hơn khi Kang Ha-neun được chọn vào những vai diễn có tâm và được gọi là nam thần phòng vé khi liên tiếp xuất sắc mang về những doanh thu khủng cho hai bộ phim New Trial và Chân Dung Một Nhà Thơ Dongju The Portrait of a Poet. Anh đã nhận được những lời khen ngợi không ngớt khi khả năng diễn xuất cứ ngày càng tiến bộ và trở nên biến hóa, thuần thục hơn rất nhiều. Bộ phim giành được nhiều giải thưởng uy tín tại quê hương. Ngay sau đó, Midnight Runners năm 2017 là một cú hit ăn khách tại phòng vé. Trong phim, anh đóng cặp với Park Seo-joon. Sự phối hợp giữa hai người đem tới nhiều tiếng cười cho người xem, đồng thời giúp tên tuổi của bộ đôi ngày một lan tỏa. Đặc biệt, 20, bộ phim do anh đóng chính, đạt thành công lớn về mặt thương mại và mang về cho Kang Ha-neun nhiều đề cử và giải thưởng cho hạng mục nam diễn viên mới xuất sắc, trong đó có Chun-sa lần thứ 21. Sau bộ phim, Kang Ha-neun và Kim Won-bin trở thành cặp bạn bè thân thiết với nhau. Tài năng đã chính thức được công nhận và tên tuổi Kang Ha-neun một lần nữa vươn lên tầm cao mới. Đây được xem là thắng lợi vẻ vang sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi luyện từng vai diễn, góp nhặt từng kinh nghiệm quý báu để tự mình bước đi, tự mình tỏa sáng. Song song với thành công ở lĩnh vực điện ảnh, Bác Hoàng Tử còn là nhân vật quen thuộc, có sự góp mặt đều đặn trong nhiều vở kịch và rất có tiếng tăm trong sân khấu này.
Trước khi lên đường nhập ngũ, nam diễn viên Kang Ha-neun còn không quên gây bão với bộ phim ăn khách Midnight Runners, Cảnh sát tập sự, mang đến những giây phút mãn nhãn với các pha hành động, cùng tình huống 2 giờ khóc giờ cười đã thành công với việc bán hơn 5 triệu vé tại Hàn Quốc. Trong phim, anh đóng cặp với Park Seo-joon, sự phối hợp giữa hai người đem tới nhiều tiếng cười cho người xem, đồng thời giúp tên tuổi của bộ đôi này ngày một lan tỏa. Sau khi liên tục tấn công màn ảnh rộng, Kang Ha-neun trở lại màn ảnh nhỏ và chinh phục khán giả truyền hình qua vai chính trong Winter Camellia Blooms cùng chị đẹp Gong Hyo-jin. Tác phẩm gặt hái nhiều thành tích đáng nể khi trở thành một trong những K-drama đạt rating cao nhất năm 2019. Bộ phim nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả cũng như các nhà phê bình với cách dàn dựng kịch bản khéo léo cùng sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên. Bên cạnh đó, với khả năng hóa thân tự nhiên, Kang Ha-neun đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc trong một số lễ trao giải truyền hình tại Hàn Quốc, mà mới đây nhất là sự kiện nghệ thuật Vasang lần thứ 56. Năm 2020, nam diễn viên họ Kang tái ngộ khán giả mang bạc qua vai chính trong bộ phim Drain and Your Story. Tác phẩm lãng mạn xoay quanh một người đàn ông và một người phụ nữ có cảm tình với nhau nhưng phải cách xa vì hoàn cảnh trớ trêu. Sau nhiều năm, họ tình cờ có dịp tái ngộ. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Kang Ha-neun kể từ sau Forgotten. Những mối tình chưa kịp nở. Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng Kang Ha-neun vẫn chưa từng bị bắt gặp có bạn gái. Người ta chỉ biết đến những mối nghi ngờ xung quanh anh mà thôi. Kang Ha-neun từng bị đồn hẹn hò với nữ rapper Chita. Anh thường hay up hình của cô trên Instagram cá nhân của mình, nhưng khi được hỏi thì nam diễn viên chỉ cười và giải thích rằng cả hai người thực sự là bạn bè thân thiết và phủ nhận chuyện hẹn hò. Anh từng vô tình dính vào tin đồn hẹn hò với em gái quốc dân EU sau khi kết thúc bộ phim Người tình ánh trăng vì bị bắt gặp hình ảnh cả hai bên nhau tại một quán cà phê trước ngày Kang Ha-neun nhập ngũ. Ngay lập tức, tin đồn đã làm dân chúng đảo điên. Nhưng chưa kịp bàn tán quá lâu thì ngay lập tức công ty chủ quản của nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Đúng là nam diễn viên đã gặp gỡ EU nhưng họ không hề hẹn hò, họ chỉ là bạn bè thân thiết sau khi cùng hợp tác trong bộ phim. Thế là thuyền chưa kịp lập mà đã vội tan rã. Điều này khiến fan của hai bên tiếc hùi hụi vì thần tượng của họ rất xứng đôi vừa lứa. Có lẽ chúng ta vẫn không nên vội vã mà hãy từ từ trông chờ vào một bóng hồng nào đó sẽ xuất hiện bên cạnh Kang Ha-neun trong tương lai không xa. Nói về mục tiêu trong tương lai, Kang Ha-neun chỉ mong muốn được khán giả đón nhận anh nhiều hơn nữa trong vai trò một diễn viên luôn mang lại niềm vui và sự hứng khởi.